Chào mừng mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với series Corduroy của Joy ở Motorcycle Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Huyền và Na cũng đang có mặt tại Triumph Hà Nội để chờ đón một vị khách vô cùng đặc biệt. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem đó là ai nhé. Xin chào anh Huy ạ. Xin chào Huyền. Chào em. Vâng, chào anh. Mời anh ạ. Vâng, rất vui vì hôm nay anh Huy đã nhận lời tham gia vào series For The Ride của chúng em. Giới thiệu mọi người, đó chính là anh Lão Bá Huy, là nhân vật đặc biệt trong số ngày hôm nay. Anh ấy là một streamer, là một người yêu Triumph. Không chỉ yêu cái đẹp của Triumph nữa, mà là còn yêu phong cách và thời trang nữa mọi người ạ. Mọi người có thấy không ạ? Cảm ơn em quá khen anh. Thực ra anh cũng giống các streamer khác thôi. Mọi người cũng rất là chăm chút về ngoại hình. Và đặc biệt vì cái chiếc xe làm cho bọn anh cũng phải chú ý đến ngoại hình cho nó fit với cả xe. Cảm ơn em rất là nhiều. Không biết là anh Huy với Na có nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau không anh? Nhớ chứ, sao không? Bởi vì là thường anh rất là khó quên, nhất là phụ nữ đẹp và một MC nam rất là hot boy như vậy. Anh nhớ, chúng ta có chương trình rất là tuyệt vời với các MC anh Tuấn, chương trình về 4 năm cho Việt Nam. Dạ vâng, hôm đó thì chúng ta có một cái cuộc phải nói là sôi nổi của tất cả các anh em streamer cùng với lại anh Vũ Anh Tuấn. Hôm đó mọi người đã nói rất nhiều, không chỉ về xe mà còn về văn hóa chia xe. Mà quan trọng hơn là tụ họp lại, lên một kế hoạch là tụ họp ba miền lại với nhau để đi cùng một cái tour. Đúng rồi. Cái tour hoành tráng nhất. Rất thú vị. Thì tụi em rất là ấn tượng luôn bởi vì anh Huy là một vị khách rất là sôi nổi, rất là nhiệt tình. Vậy thì bây giờ thì anh Huy hãy có một vài lời giới thiệu về anh với quý vị khán giả nha. Cảm ơn Huyền, cảm ơn Na. Trước nhất là cảm ơn cho em Hà Nội, cho em Việt Nam nói chung để cho tôi có một cơ hội được ngồi đây, không khí Hà Nội rất là đẹp ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn về tình yêu xe, tình yêu Triumph và phong cách thời trang của cá nhân tôi đối với Triumph, chiếc xe mà tôi rất là thích. Thì tôi làm hai lĩnh vực chính. Trước nhất là về công việc thì chuyên về làm mảng về nhân sự, label outsourcing. Thứ hai, cái đam mê của tôi đó là thời trang. Tôi rất là thích những cái đồ thời trang. Và đặc biệt cái sự đam mê này của tôi ấy, thì nó lớn cùng với khi mà tôi mua chiếc Triumph. Tự nhiên là tôi cảm thấy rất là hứng thú điều đó. Và tôi có một thương hiệu cá nhân về thời trang. Vâng. Anh có thể chia sẻ một bật mí một tí là anh đã đến với Triumph bao nhiêu năm rồi? Hay là anh chiếc xe mà anh đã cùng Triumph là chiếc gì được không ạ? Dạ. Thực ra mà Triumph, chiếc xe Triumph đầu tiên và cũng là chiếc xe phân khối lớn đầu tiên của tôi mua ở hãng ở đây là cách đây năm 2018, tức là 4 năm. Và tôi vẫn thường nói với anh em streamer khác là tôi sẽ giữ nó cho đến khi nào không thể. Và chỉ có mua thêm chứ không có thay đổi nó. Bởi vì dường như là nó rất là phù hợp với tôi. Và tôi đã trải nghiệm rất nhiều cung đường với nó. Hai chuyến xuyên Việt năm 2019. Và vừa rồi, cách đây 2-3 tuần tôi vừa đi chuyến xuyên Việt. Cung Tây Nguyên, lần trước là cung xuyên ven biển. Mình hãy khoan nói về những chuyến tour. Vì hôm nay để ý là trời rất là đẹp như anh Huy đã nói. Và điều đặc biệt hơn là chúng ta đang mang một cái style con rất đẹp, chỉ có thể là đẹp thôi. Anh ơi, hiện tại là em và Huyền, Huyền thấy sao nếu như bây giờ chúng ta lần đầu tiên ra Hà Nội, mình đã có một khách mời rất là đẹp và chúng ta đang mang đồ thật sự rất là đẹp, đang rất là đồng bộ với nhau. Thì mình có thể đi ngoài đường, mình ra đường, mình ngắm phố phường cũng như là đi thưởng thức cà phê được không ạ? Anh nghĩ cái ý tưởng của em rất là hay, bởi vì Hà Nội hôm nay thật sự là đẹp về thời tiết mát. Và chúng ta đang mặc blazer của chúng ta như vậy. Mà ngoại hình chúng ta hôm nay cũng rất là phù hợp với thời tiết Hà Nội. Tại sao không? Chúng ta hãy làm một vòng với Triumph và thưởng thức ly cà phê thật sự Hà Nội. Vâng. Anh mời kem. Vâng. Và còn chân chơi gì nữa, hãy cùng đi thôi. Giờ chúng ta sẽ cùng đi. Vâng. Ok, let's go. Let's go. Okay. Sáng nay chúng ta đã có một cuộc đi tham quan Hà Nội trên Triumph. Em thấy thế nào? Như anh nói buổi sáng là thời tiết rất là đẹp ạ. Và em rất là ấn tượng cái cầu Trương Dương. Khi mà mình đi trên cầu ấy
thì lúc mà nhìn xuống phía dưới là sông Hồng đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Ừ. Rồi em nhớ cái con đường mà rất là nhiều cây. Ừ. À, hình như là Hoa Đình Phùng. Hoa Đình Phùng. Em rất là ấn tượng đường đó luôn. Cái đường nó rất là mát. Ừ. Thật là đi với con đường nó cảm giác như là trời, cái người mình nó nhẹ nhõm hẳn anh ra. Thế là đi rất là thích. Thực ra hôm nay đúng ra anh còn muốn dẫn Kem thì trên con đường mà mang tính cổ hơn nữa, đó là cầu Long Biên. Ừ. Nhưng mà nó người ta đang sửa. Chứ nếu đúng ra cho ầm chúng ta đi cầu Long Biên và với ăn mặc cách chúng ta nhìn blazer thế này thì thật sự là sự kết hợp hoàn hảo cho buổi sáng hôm nay. Nhưng tuy nhiên chúng ta đã có buổi thú vị rồi đúng không? Dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều vì đã cho em được trải nghiệm một vòng Hà Nội. Vậy chắc chắn lần sau quay lại là mình phải đi cầu Long Biên. Nhất định rồi. Thế nhưng buổi sáng nay thì anh có hứa là chúng ta đi dạo phố bằng cho ầm và thưởng thức cà phê, thì đây là ly cà phê rất Hà Nội. Mời các em cho thưởng thức. Dạ vâng. Và có sự đánh giá từ người phương Nam xem sao. Wow. Cà phê sữa đá. Rất đậm luôn ạ. À. Anh nhớ Sài Gòn có một bài hát cà phê sữa đá thì phải đúng không? Rất ấn tượng. Sài Gòn. Cà phê sữa đá. À, đây cà phê Hà Nội. Ok, rồi có một ly nâu đá tại Hà Nội mọi người ạ. Rất là ngon, rất là đậm. Em đánh giá thế nào? Em thấy rất là thích. Được không? Dạ vâng, rất là được ạ. Rất ok. Nữ thì em thấy uống ok hơn không? Dạ, em thấy là với một ly như thế này xong rồi chúng ta ngồi nói chuyện với nhau nữa thì không có gì tuyệt vời hơn. Mà nhất nói về xe máy. Dạ. Và cho em đúng không? Dạ, vâng ạ. Ok. Dạ, vậy thì nhân tiện này thì anh hãy chia sẻ luôn đi anh. Chiếc xe đầu tiên mô tô của anh là anh chọn này, theo em được biết là chiếc Triumph rồi. Đúng rồi. Vậy thì anh hãy chia sẻ thêm là cơ duyên nào mà anh lựa chọn chiếc xe này vậy? Thực ra mà yêu thích xe phân khối lớn thì có từ thời thanh niên. Rất là lâu có, nhưng mà do điều kiện hoàn cảnh. Vâng. Mưu sinh cuộc sống thì chưa có điều kiện mua. Thì cách đây khoảng 4 năm thì anh có điều kiện mua và anh chọn chiếc Triumph. Dạ. Khi anh đến showroom thì anh ấn tượng ngay, và kể cả cái cách thức bán hàng cũng như cái sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm đó là chiếc xe mà anh đã chọn đó. Nhưng mà tại sao lại là chiếc Triumph? Thì em nghĩ nếu mà phong cách của anh thì nếu mà theo kiểu hơi style bụi bặm ấy, không phải thế này thì là có thể Bobber này hoặc là Rocket. Ok. Một chiếc tên lửa mặt đất. Thực ra khi ngắm ở showroom Triumph thì quá nhiều xe anh thích, thật sự là thích. Nhưng mà cái cách của anh chọn xe là thứ nhất là thương hiệu đương nhiên rồi, và cái phong cách thiết kế của xe, và đặc biệt là phong cách gọi là cái DNA của xe nó khớp với mình hay không. Thế anh nhìn thấy cho em rất hợp. Đấy, thứ nhất. Thứ hai là vì cơ thể anh thì cũng không phải là người cao lớn, thì anh chọn chiếc xe nó phù hợp với anh nhất. Và chính cái chiếc xe phù hợp với anh nhất thì anh mới cảm nhận được là anh sở hữu nó, anh trải nghiệm với nó. Đó là xe của anh chứ không phải xe của người khác. Thì đấy là cách anh muốn. Dạ vâng. Thế là từ hồi mà anh sở hữu em nó, Swift Twin, thì anh đã đi được bao nhiêu km của em nó rồi? Đến vừa rồi thì anh có nhìn cây số ấy, thì là khoảng 21.000 km. Anh đã được trải nghiệm với Swift Twin của anh cùng với cả bà xã anh là hai cung xuyên Việt. Năm 2019 anh đi xuyên Việt lần thứ nhất, đi cung đường biển. Vâng. Lần tháng vừa rồi, tức là sau 3 năm kể từ ngày đầu tiên mình đi cung xuyên Việt, thì là chuyến Tây Nguyên cùng cái nhóm cho em săn của anh, cũng là 2.100 cây số anh đã đi. Rất ấn tượng, thật sự ấn tượng. Vâng, và là có nghĩa là khi cái album mà em thấy anh đăng ở trên Facebook á, là cũng là những hình ảnh mà chuyến đi của anh vừa rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thể cho em một chút thông tin về cái chuyến đó không? Em thấy rất là đã, rất là thích. Cảm ơn em đã hỏi một câu hỏi mà anh nghĩ rất nhiều các biker hoặc streamer đều muốn chia sẻ những cái cung trải nghiệm của mình. Đặc biệt là những cái trải nghiệm bằng việc vít ga, tận hưởng cái gió, cái không khí ánh nắng khi mà đi trên chiếc xe của mình. Wow. Thế thì cũng chỉ là sự đam mê của các anh em thôi. Thì câu lạc bộ của anh thì các anh quyết định là sẽ chọn một cái ngày tháng vừa rồi là đi. Và có 25 người đi, và trong đó có 13 biker. Còn đâu là bọn anh gọi là visa, gọi là vợ hoặc là người yêu đi cùng tham gia cùng. Thì cả một chuyến đi bọn anh đi rất là thú vị. Bọn anh gửi xe từ Hà Nội vào anh chạy từ Hà Nội vào Đà Lạt, sau đó quay ra Nha Trang và kết thúc ở đó. Sau đó bọn anh sẽ chuyển xe về. Nhưng cả quá trình bọn anh đi thì từ cái Hà Nội, Đà Nẵng, Pleiku, Đà Lạt hay là Ninh Thuận, thì cái sự cảm nhận của mình về phong cảnh đất nước của mình quá là đẹp. Nhưng anh tin rằng ấy, nếu chúng ta chỉ đi ô tô hoặc là máy bay thì sẽ không được cảm nhận được như vậy. Chỉ có xe máy. Và đối với anh ấy, Triumph thì anh cảm thấy rất là yêu thích nó. Cái cung đó thì anh có điều gì khiến anh thích thú nhất không?
ví dụ như là anh chạy từ Hà Nội về Đà Nẵng đi, hay là tới Đà Lạt hay Ninh Thuận, thì anh có cái kỷ niệm gì mà anh nhớ nhất cái vừa rồi không? Thực ra thì kỷ niệm nhiều lắm, từ cái cảm xúc giữa người đi với nhau, biker với nhau, với visa với nhau, và cái chuyện trò. Nhưng mà đối với anh thì có hai cái đặc biệt nhất liên quan đến xe. Thứ nhất là cái cung mà từ Pleiku lên Đà Lạt ấy, thì cái đường trời đất anh thấy nó quá tuyệt vời luôn, mình cảm rất là ngập với cái phong cảnh. Vâng. Đường thẳng băng và hai bên đất đỏ, bướm bay quanh cái khu vực mình đi, và mình cảm nhận cái không khí. Và rất nhiều lần anh phải dừng lại chụp ảnh, và bản thân anh phải đeo chiếc máy liên tục, anh đi chụp lại không các cái khoảng khắc mà anh có được. Ý thứ hai ấy, là lúc từ bọn anh từ Ninh Thuận đi trở ra ấy, thì gặp một cơn mưa cực kỳ lớn, mà đến mức độ mà đi găng tay rồi vẫn cảm nhận cái sức mạnh của cái hạt mưa vào tay. Thế thì tại sao anh muốn nói điều đó? Cái sự cảm nhận mà chỉ có được khi chúng ta là biker, chúng ta vượt qua những khó khăn, mà chúng ta mới thấy là cái sự thích thú trải nghiệm cùng với âm thanh, với tốc độ, và đặc biệt là cái sự khó khăn để cho chinh phục chính bản thân mình. Anh nghĩ đấy là cái đam mê của rất nhiều các biker muốn. Nghe là đã luôn, nghe cung đường gì mà hai bên đường đất đỏ rồi hoa cỏ đẹp rồi bướm đẹp lắm. Rất là thích. Tụi em cũng đã có một vài tour trải nghiệm giống như anh, nhưng mà không phải là xuyên Việt thôi. Tụi em đi, mình đi gì đâu nhỉ? Nha Trang. Đúng rồi, mình đi cả La Ghi, Phan Thiết nữa nè. Đúng rồi, và lần gần nhất là mình đi về mình đi... không, cái đó chị Nana đi thôi, chị Nana đi đi với mọi người thôi. Đúng rồi, cả đúng cái rồi. Con đường mà Sài Gòn, Đà Lạt nữa nè cũng đã đi rồi. Rồi từ Phan Thiết về tới Sài Gòn nữa. Nhưng mà bọn anh Na cũng như anh là biker, bọn em thì có thể là không phải là biker chính hiệu, có nghĩa là mình lái. Em ngồi sau, em cảm nhận điều gì từ các biker, bọn anh truyền lửa cho bọn em? Dạ, theo em thì sau khi mà em ngồi đằng sau lưng của Na là một biker mà theo em cảm giác là rất là cứng á, thì em ngồi đằng sau lưng bạn ấy, em cảm thấy rất là yên tâm. Và em thấy là cái khả năng mà mình có sức khỏe nhiều hơn nè, mình được trải nghiệm, được quan sát nhiều hơn nè, và cái khả năng mà bấm máy lên tay của mình nó cũng sống ảo. Đúng rồi, kỹ năng em cảm thấy là mình mọi thứ của mình nó đều tăng lên, tăng lên dần. Nhưng mà cũng từ câu chuyện mà anh nói, cho em nhớ đến một người bạn đồng hành của anh, chính là chị Thủy, vợ của anh. Thì chắc chắn là những cái chuyến đi của anh nó sẽ ý nghĩa hơn, vui hơn khi mà có chị nữa. Vậy thì không biết là anh có thể chia sẻ một cái kỷ niệm nào thì là đáng nhớ trong những chuyến đi mà anh với chị đã từng đi với nhau không anh? Anh có rất là nhiều, và anh cũng chia sẻ là không phải chỉ cá nhân anh mà các bạn biker của anh cũng vậy. Thì đối với anh ấy, cái việc mà đam mê sở thích ấy, thì có sự thăng hoa cao nhất thì chính là có người đồng hành đây, từ địa phương từ hậu phương, cũng là ủng hộ mình tham gia các chuyến đi, ủng hộ mình trong các cung đường, và đặc biệt là may mắn là lại là người cùng sở thích, lại ngồi sau lưng mình để cùng đi chuyến đi đó. Cái kỷ niệm thì anh chỉ liệt kê một cái thôi, còn thực ra là nhiều lắm. Thì em biết là khi đi thì nó cái cảm xúc mà nếu mình đi một mình ý, thì mình không biết chia sẻ, nếu cảnh đẹp không biết nói với ai cả, thì anh thường xuyên gặp những cái cảm xúc đó, đó là cái cảnh hùng vĩ của đất nước. Mình thấy mê mẩn điều đó, và mình thổn thức nói những cái điều mà trong mũ bảo hiểm mình nói qua các đô với nhau, thì trời ơi thú vị lắm. Và chính vì đấy là làm cho mình luôn luôn muốn là lại đi tiếp đấy. Cuối tuần này anh lại đi tiếp một cung nữa, 2 ngày ở Hòa Bình. Không, mà anh nói đúng, thật ra là phải có sự ủng hộ từ cả địa phương và hậu phương nữa. Đúng rồi. Nhưng mà trong đợt dịch Covid vừa rồi mà địa phương không cho mình đi thì làm sao mình đi? Chính xác. Mà cho dù địa phương cho mình đi mà visa không cấp thì sao mà đi? Trong nhóm của anh thì rất nhiều các visa, bọn anh gọi là visa, thì là còn ủng hộ cho mình là anh cầm tài khoản của em đi, đến hãng mà mua thêm xe nữa, thay vì một chiếc. Thì bọn anh đang chơi Classic thì các anh muốn là chơi thêm một cái Adventures để các chuyến đi dài hơn. Vâng, thoải mái. Thì anh ước mơ là vợ mình cũng nói câu như thế, nhưng mà không được giống như vợ người khác. Người khác là anh cầm tiền đi hay thì mừng quá, nhưng mình chưa có, chắc là mình phải chờ thôi. Cái này mình không nên phát sóng cái khúc này. Nhiều khi là anh đang muốn tận dụng để mà nói nhỏ với chị nghe. Đúng rồi, còn thực ra vui vậy thôi, đúng không chị? Thực ra vui vậy thôi, chứ còn đúng là các anh chị cũng ủng hộ nhau rất là nhiều. Thực ra thì em muốn hỏi một điều nữa. Anh có thể chia sẻ cho tụi em biết là cái kỷ niệm đầu tiên, phải là cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất từ lúc mà anh chạy con Street Twin được. Nghĩa là mỗi người biker sẽ có một cái kỷ niệm rất cực kỳ, họ sẽ không bao giờ quên được. Đối với anh thì anh nói ban đầu ấy, thì là anh mua chiếc Triumph Street Twin là đầu tiên, mà anh nghĩ là đối với Classic sẽ là duy nhất đối với anh tại thời điểm này, và có thể sau này mua thêm chứ anh không có bán đi, bởi vì là anh thích nó. Dường như là nó quá là hợp với mình. Mọi người đều nói rằng là nó gần như sinh ra để mình đi sở hữu xe đấy. Thế tại sao anh nói như vậy?
cái cảm xúc của anh và cái ý thích của anh đối với chiếc xe thì anh cảm giác đối với anh thời trang hơn khi anh sở hữu chiếc Twin. Từ trước đây thì nó không hẳn như thế, nhưng khi anh sở hữu nó anh muốn ăn mặc đẹp hơn, anh muốn cuộc sống thi vị hơn, anh muốn được đi trải nghiệm hơn và muốn lan tỏa cái điều tích cực với mọi người. Thì dường như nó không phải chiếc xe đối với anh, nó là hơn thế, nó làm cái gì đó rất là thân thuộc và mình yêu quý nó. Em không tin chứ bọn anh thì chăm chút từng tí một, đi về phải lau xe, dựng xe rất là sạch sẽ và chăm sóc nó. Chính xác luôn. Giống như là người ta hay rất là láng cống luôn á. Giống như hôm qua mình đến thăm anh Huy, xe rất là láng. Giống như người ta hay bảo là xe mô tô giống như vợ hai. Đúng rồi. Chăm vợ hai hơn vợ một, ví dụ thế. Đúng rồi. Nhưng mà nói nhỏ thôi thì các bạn biết là cắt ngay viện trợ chết. Vừa rồi chúng ta đã nói rất nhiều về xe rồi đúng không ạ? Nhưng mà cá nhân em thì không nghĩ như vậy. Em nghĩ là có rất nhiều thứ xung quanh. Huy có đồng ý không? Thời trang. Đúng anh, thật sự nha, với em là một phái nữ á, em rất là thích khi mà nhìn thấy các anh nam á chạy xe phân khối lớn mà còn có một cái phong cách rất là lịch lãm. Ví dụ như lần này một người bạn thân của em cũng như là anh Huy luôn, thiệt luôn là khi mà em nhìn em rất là có cảm tình với những chàng trai mà có một ngoại hình lịch lãm với một phong cách mà nhìn rất là bắt mắt luôn. Vậy thì anh có thể chia sẻ là về cái phong cách thời trang của anh như thế này, thì không phải là không biết là có phải là phong cách thường ngày của anh cũng như vậy không anh? Trước khi trả lời câu hỏi của em thì em cũng biết ý, nam giới bọn anh ý, biker, một trong những cái yếu tố thu hút nhất họ sở hữu chiếc xe đó là hấp dẫn phụ nữ. Và vừa rồi em nói điều đó thì thật sự là thú vị đúng không? Đúng, về thời trang cá nhân anh thì anh thấy anh đẹp hơn khi đi chơi ẩm. Và trong cái nhóm bạn chơi của anh biker, các bạn trong câu lạc bộ của anh thì rất nhiều anh ăn mặc đẹp. Vốn dĩ các anh đẹp rồi, nhưng mà khi các anh ngồi trên xe và lại chú ý chăm sóc cái hình dáng của mình, thời trang của mình phù hợp thì càng thật sự là đẹp. Còn câu hỏi của em là anh ăn mặc như thế nào hàng ngày thì anh thích blazer, anh thích sự tự do, phóng khoáng. Và đây là cái trang phục anh mặc thường ngày anh đi làm thôi. Vì anh cũng vừa là đi làm vừa là làm về thời trang thì anh rất là thích điều đó. Nhưng quan trọng nhất ý, thời trang nó phải khớp với cái môi trường xung quanh của mình, công việc của mình. Và khi mình lên xe thì mình phải trở thành một quý ông lịch lãm, kể cả ứng xử, ăn mặc cũng vậy. Thì nó mới tôn lên toàn bộ cái câu chuyện về chiếc xe và người đam mê xe. Cho em hỏi nhỏ xíu là về phong cách thời trang của anh hiện tại gắn liền với xe, thì anh bắt đầu từ thời điểm nào? Nó có một cái ai đó đã cho anh cơ một cái... Ý thích thời trang thì anh có từ lâu, nhưng mà định hình cho mình thì anh nghĩ kể từ khi anh sở hữu chiếc Triumph. Wow. Bởi vì anh không biết nói thế nào để tả đúng, nhưng mà mình cảm giác là khi mình ngồi trên chiếc đấy thì mình cần phải mặc đẹp hơn. Cơ thể mình phải slim hơn, mình chú ý về ngoại hình hơn. Không phải điệu nhá, không phải. Mà mình muốn để cho làm một cái tổng thể trọn vẹn khi mình cùng chiếc Triumph. Và điều khích lệ anh cũng như rất nhiều biker khác đó là mọi người thích và chia sẻ những cái hình ảnh đẹp về của mình cho những người khác, mang tính lan tỏa. Thì đấy là những cách mà anh nghĩ là rất là tích cực. Nhưng mà em nghĩ cái phần điệu nó cũng không sao. Các cô thích mang những cái đồ body rồi ôm sát rồi nước hoa thơm tho để hấp dẫn chúng tôi, thì chúng tôi cũng có những cái xe ngược lại. Có xe để hấp dẫn. Có xe và okay. Đây, ngon nghệ thế này. Nhưng mà em thấy riêng với anh Huy á, thì không chỉ là anh đâu. Anh lịch lãm rồi, anh chỉnh chu rồi, nhưng mà chị những cái khung hình cũng quá đẹp khi mà anh chị đi với nhau và cùng nhau đứng bên cạnh chiếc suit twin nữa thì rất là tông xịt tông luôn. Anh có thể chia sẻ thêm là tại sao mà anh với chị lại có sở thích? Thú thật là hai vợ chồng cũng đều thích về thời trang và cũng có cái ý thức về ngoại hình của mình một chút, để mình chăm chút, không phải là cái gì nó quá gọi là điệu đà đâu, mà mình muốn là để cho đẹp thôi, cơ bản là mà cuộc sống nó cũng vui vẻ. Thế thì khi mà mình yêu xe thì mình thu hút người phụ nữ của mình tham gia cùng với vợ anh. Và từ đó thì mình cũng muốn định hình cái phong cách là thời trang gắn với xe, và mọi người đi đâu thì hai vợ chồng đi đâu thì cũng chú ý về màu sắc, về kiểu cách làm sao cho nó đẹp. Và đúng thật thì cũng rất là thú vị khi được mọi người khen, anh nghĩ như vậy. Và cũng cảm hứng cho nhiều người. Thời gian đầu thì chị có hay thường mang blazer phong cách này giống anh không, hay là chị sẽ theo một style khác? Không, mới đầu thì cũng rất là điệu, cũng diêm dúa, em nói cũng diêm dúa phụ nữ mà cũng màu sắc rất là nhiều thứ. Nhưng sau đó dần dần thì tự nhiên cứ định hình dần, và mình muốn tối giản và cho nó gọi là phóng khoáng, kể cả mặt trang phục cũng như là chất liệu, kiểu cách. Và dần dần nó hai người nó cứ giống nhau về mọi thứ, là liên kết với nhau.
anh không biết có phải do trời ẩm không, anh không biết. Có chăng là cùng sở thích, anh nghĩ như vậy. Dạ vâng. Nhưng mà đoán là phụ nữ, nhất là những người ngồi sau xe bọn anh ấy, thì có khi đam mê xe hơn anh. Có thể rục rã là tham gia các chương trình nọ, chương trình kia để mình cùng đi. Và đấy là một trong động lực mà các biker cũng muốn là hậu phương của mình ủng hộ mình rất là nhiều. Dạ vâng, em đồng ý. Cũng tương tự như Huyền thôi. Từ lúc Huyền mới vào công ty làm cùng với em là một phong cách khác hoàn toàn. À thế à? Và sau rồi đi tour cùng nhau một thời gian, làm cùng nhau một thời gian. Bây giờ Huyền đã rất biker hơn rồi. Như em thấy tính cách đang thay đổi từ trước khi em làm hãng và sau khi em làm hãng cho em không? Dạ chắc chắn rồi anh. Ví dụ em là... cảm giác được là mình chín chắn hơn. Đúng rồi. Hồi trước thì khá là, dạ đúng rồi, khá là yếu đuối. Em cảm thấy là mình sẽ không thể đi những chuyến đi xa hoặc là có những sở thích với một chiếc xe mô tô phân khối lớn. Nhưng mà bây giờ là một sự bất ngờ với không chỉ gia đình em mà còn là bạn bè, những người biết đến em nữa. Là em rất là thích điều đó. Mà em còn nghe nói là anh nổi tiếng là anh cũng có tư vấn về phong cách thời trang cho các em anh em biker trai em nữa đúng không anh? Không, mà anh không dám tư vấn mà anh chỉ muốn làm. Cũng chia sẻ mọi người, bởi trong cái nhóm của anh Khanh ấy chơi đồ, ý bọn anh gọi là đồ thời trang rất là kỹ, kể cả xe cũng vậy, rất là kỹ, thậm chí là chăm sóc hình ảnh bên ngoài, bọn anh học hỏi nhau. Nhưng mà anh chỉ muốn nói là từ khi anh yêu xe máy, đặc biệt là cho em, thì anh thích thời trang hơn. Và em vừa nói về người ngồi sau chiếc xe bọn anh gọi là visa đấy, những người phụ nữ hậu phương ấy, thì họ có cái sức khỏe rất là tốt. Trong những đợt phượt vừa rồi bọn anh đi, có những chị trong đó có vợ anh là cũng tham gia từ đầu đến cuối cả một chuyến đi mấy nghìn cây số, không hề dễ, và mọi người cũng rất là nể phục điều đó. Nữ giới mà tham gia cùng, mà em biết đấy, ngồi sau đôi khi còn sợ hơn người ngồi trước. Họ can đảm và dũng cảm hơn rất là nhiều. Mình chủ động, họ sau là phó thác hoàn toàn cho mình. Và anh về luôn luôn vỗ tay là khích lệ những cái người mà đã tham gia ủng hộ mình rất là nhiều. Sau những chuyến đi dài đây em bất ngờ bản thân mình luôn á. Chính xác. Cái lần gần nhất là em thấy một bộ ảnh của các chị nữ ở một nhóm mô tô khác, em thấy bất ngờ là ôi sao họ có thể khu tới như vậy, rất là ngầu, rất là khu ngầu, là chạy xe Adventure rất là to, rất là lớn, của rất là nhiều hãng, có cả Trojan cũng rất là nhiều nữa, và chị đi phượt với nhau một cái chặng đường rất là dài, và thật sự là rất là nể phục. Và mấy ngày hôm sau thì Huyền đã có bằng A2 và Huyền cũng đang tập chạy xe. Vâng, em sẽ có cái clip đó là Huyền đang tập chạy xe và rất là nhiều loại xe ở bên công ty nữa. Anh rất ngưỡng mộ những người biker nữ, thật sự họ đẹp lắm. Bình thường họ đi dạo phố đã đẹp rồi, nhưng khi họ ngồi trên xe ấy, nó cái đẹp nó huyền bí và vô cùng hấp dẫn. Và bọn anh cố gắng làm sao là mình nhìn cái khuôn mặt của họ qua cái mũ, hoặc là đuổi theo họ để cùng nhau đến giờ chỗ nghỉ để nhìn khuôn mặt họ. Thì lúc đó là bọn anh chỉ nhìn thấy là sự mạnh mẽ của người nữ giới và sự hấp dẫn của họ khi họ trên chiếc xe. Thật sự là đẹp. Nghe anh Huy nói tự nhiên em đang rất là mong muốn là sẽ sớm có một ngày Huyền với Na sẽ có một chuyến tour cùng với anh em Tri Dreamer ở ngoài Bắc, để tụi em có thể mỗi người một chiếc xe và cùng vi vu những cung đường đẹp của các anh. Qua cam ngay. Thực ra cái cung ở ngoài Bắc thì cũng khá là thú vị. Đồi núi có, khí hậu có, và cái cảnh quan anh nghĩ cũng rất là thú vị để thu hút các em từ phương Nam đến. Rất là lạ. Đón chào em. Vâng ạ. Sắp tới là chúng ta sẽ có một cái sự kiện là về DJR. Thì với một người có một cái phong cách mặc định nhanh, anh đang tự định hình phong cách riêng cho mình. Đúng rồi. Theo hướng gentleman, theo lịch lãm. Thì anh có một vài tip nào đó chia sẻ tới các bạn, như các bạn tập tành mới chơi mô tô cũng được chẳng hạn, thì những cái cách phối đồ mà anh nghĩ là sẽ tạo thành một người gentleman nhất trong ngày hôm đó mà. Ok, cảm ơn Na đã cho anh cái cơ hội được chia sẻ cái cách cá nhân của anh. Anh không dám là tư vấn, anh chỉ muốn chia sẻ này. Mình hay chính là chính mình. Mình chọn trang phục nào nó hợp với mình nhất, nhưng mình định hình cho mình là với các cái không gian hoàn cảnh nhất định, thì blazer hoặc là vest cũng là một cái lựa chọn rất là dễ cho anh em. Và nếu mình muốn trẻ trung thì mix cả jean và đi boot anh nghĩ là ok cơ bản, và một cái kính râm tương đối là hợp khuôn mặt mình và classic. Thế thì tóm lại là blazer, jean, boot và sunglasses anh nghĩ là ok. Khá là ok. Nghe có vẻ rất là đơn giản. Rất đơn giản. Đơn giản. Thật ra những item mà chúng ta đang có hiện nay luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà rất là đẹp thôi, rất là bắt mắt luôn. Và phải tự nhiên nói là rất là lịch lãm, mà đi ra đường thậm chí là nãy giờ anh em mình chị xem ngoài đường đó, rất là nhiều cô cũng nhìn em mình. Có nhìn không? Có. Nhìn em không nhìn anh có. Thì anh đội mũ kín nên đâu có nhìn anh. Nhưng mà đừng để chị biết. Ok. Ôi chị đã nghe hết rồi đúng không chị? Đây là nói đùa. Không gì. Nãy giờ anh em chúng ta đã có một cuộc trò chuyện rất là thú vị với nhau rồi. Và bây giờ thì là sẽ là phần dành cho quý vị khán giả. Thì như thông thường thì chúng ta sẽ có một
câu hỏi đến từ vị khách mời đặc biệt và sẽ có 5 phần quà rất là hấp dẫn dành cho quý vị khán giả. Chúng ta có thể tương tác trả lời bằng cách là comment câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất để có thể nhận được phần quà từ Triumph nha. Và xin mời anh Huy có thể công bố câu hỏi đó cho quý vị khán giả được không ạ? Dạ, cảm ơn Huyền và Na. Theo như chương trình thì câu hỏi tôi sẽ đọc tới các bạn. Các bạn hãy chú ý và trả lời câu hỏi thật tốt. Câu hỏi như sau. Hãng Triumph ra mắt sản phẩm Twist Twin vào năm nào? Vâng, và năm bạn nào nhanh tay nhất với đáp án chính xác nhất sẽ nhận được một phần quà đặc biệt đến từ Triumph Motorcycle Việt Nam. Và các bạn hãy nhanh tay lên nha. Chúng ta hãy cùng comment vào đáp án chính xác nhất nè. Vậy là chúng ta đã có một ngày thật tuyệt vời ở Hà Nội đúng không ạ? Đúng rồi. Cảm ơn anh rất nhiều vì hôm nay đã là khách mời đặc biệt của tập 3 của series For The Ride của chúng em. Và cũng như là anh là một người đã dẫn đường, đã cho tụi em được những trải nghiệm rất là tuyệt vời ở Hà Nội về những con đường và những đặc sản về con người, thậm chí là cả ngay cốc cà phê rất là đặc biệt này. Và không khí Hà Nội rất là mát mẻ này trở nên vui hơn nhờ có anh Huy để hướng dẫn cho tụi em. Không biết là anh thấy thế nào về cuộc gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay ạ? Buổi hôm nay anh nghĩ là anh thật sự vinh dự được gặp hai người đẹp của hãng Triumph, đặc biệt là được có cơ hội để chúng ta cùng thưởng ngoạn không khí Hà Nội vào một buổi sáng, và đặc biệt được chia sẻ cái đam mê của anh, cái yêu thích của mình về Triumph và cái phong cách sống cũng như là cách mà các biker sở hữu chiếc xe. Quả thật là cái cơ hội mà được đón chào các em ra Bắc để chúng ta trải nghiệm các cung đường miền Bắc thì anh luôn luôn đón chào các em, và hy vọng các bạn cũng như tôi, chúng ta hãy yêu xe, đam mê xe và cùng trải nghiệm để cho cuộc sống chúng ta thú vị hơn. Thật đáng để sở hữu chiếc xe Triumph. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Huy vừa rồi. Rất cảm ơn Huy rất nhiều ngày hôm nay. Và chắc chắn là chúng ta sẽ còn hẹn anh Huy cũng như các anh em streamer ở Hà Nội trong một chuyến tour gần nhất. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đập tay xem như là một lời hứa hẹn của Huy và Na nha. 1, 2, 3 Và cảm ơn mọi người đã theo dõi tập 3 của series For The Ride cùng với chúng tôi. Và đừng quên hãy like fanpage của chúng tôi và theo dõi những thông tin tiếp theo trong những tập tiếp theo của series For The Ride nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.